trắng đốt được. Báo cáo quý khách là hôm nay là ngày 15 tháng 6 năm 2016 và đây chúng tôi đang quay những sản phẩm đang hoàn thiện tại cái xưởng hoàn thiện chúng tôi. Thì trước mặt quý vị là bức tranh bách điểu cao 1m27, dài 2m53 là đang hoàn thiện cho anh Tuấn ở Yên Viên. Và phía sau thì là bức tranh Vinh Quy Bái Tổ với chiều cao là 1m14 nhân với 2m17. Thì bức này là bức tranh tự do, để tôi lật ra nó giống như cái tranh khổ lớn, nhưng mà do là một số các bác là cái phong cách nó cũng không quá lớn thì thích cái đề tài Vinh Quy Bái Tổ này, nhưng mà ở cái quy mô nhỏ hơn. Còn cái bức phía sau là đáp ứng được cái việc đấy. Tiếp theo nữa là đây là cuốn thư câu đối, phần cuốn thư câu đối là đã có chữ ký của khách hàng là chuẩn đi Hà Nội theo cái đơn đặt hàng của khách hàng hôm rồi, mặc cái bộ đồ màu sẫm. Có những khách hàng yêu cầu chúng tôi không được nhắc đến tên, chỉ nhắc đến khu mà thôi. Thì khách hàng này lấy của chúng tôi là một cặp sập thờ, trong đó chiếc bàn lớn đã xong, còn đây còn chiếc bàn nhỏ thôi, bây giờ đi vào hoàn thiện đây. Một bàn lớn, một bàn nhỏ, một cuốn thư, một câu đối, một cái kê, một cái miếng kê ở trên, một cái kệ kê ở trên mặt bàn thờ để kê đỉnh đồng, và một tam sơn. Đây là một khách hàng đấy. Và đây là bộ tranh Tứ Quý Tùng Cúc Trúc Mai, cũng khách hàng đã ký rồi, là của nhà anh Điệp. Để xem lại đây, chữ ký của anh đây. Đây của nhà anh Điệp. Chúng tôi đã đánh giáp nhãn thín và bây giờ bắt đầu đi vào nước sơn cho anh, chắc thì sau vài nữa là giao. Ngoài ra thì ở một cái xưởng khác thì chúng tôi đang hoàn thiện hai chiếc giường cho anh Phạm Minh Đang thì phải. Ngoài ra thì xưởng còn đang ngổn ngang rất nhiều. Tuy nhiên là bởi vì các cái sản phẩm đồ gỗ thì các cái khâu hoàn thiện nó rất là nhiều công đoạn, trông thoáng qua vậy thôi nhưng mà đến 3-4 lần mới xong. Đây tôi đang đi lên trên một cái xưởng của tôi, đây là chúng tôi cũng đang hoàn thiện bộ Louis. Bộ Louis này khách hàng đã ký vào rồi. Đây. Còn lại hiện nay rất nhiều cái hàng hóa đang làm dở dang. Và những cái hình ảnh mà đang quay trong lúc làm dở dang thì trông nó không hấp dẫn thế nào. Mong quý vị thông cảm. Hiện nay là ngày 15 tháng 6 năm 2016. Đức Hiền cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.